Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý vụ kiện liên quan đến yêu cầu hoàn trả 6,6 tỷ đồng được đưa ra bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Universe Media Việt Nam đối với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật liên quốc gia, viết tắt là công ty Liên quốc gia, liên quan đến dự án phim điện ảnh Không thể thiếu nhau. Khi Universe Media Việt Nam đã tạm ứng số tiền này cho công ty Liên quốc gia trong quá trình thực hiện dự án, diễn viên Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ giám đốc tại công ty Liên quốc gia ký hợp đồng dịch vụ sản xuất phim. Universe Media Việt Nam đã tạm ứng 6,6 tỷ đồng cho công ty liên quốc gia ngày 16 tháng 12 năm 2020, với dự kiến tổng giá trị của hợp đồng là 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lý do riêng tư, hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng mà không triển khai thực hiện phim và không có bất kỳ phạt bổ sung nào. Công ty liên quốc gia đã đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng cho Universe Media Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị hối thúc, công ty liên quốc gia vẫn chưa hoàn trả ngày 6 tháng 9 năm 2023, Universe Media Việt Nam đã đề xuất giảm số tiền phải hoàn trả xuống còn 3,3 tỷ đồng, kèm theo điều kiện phải hoàn tất nghĩa vụ theo đúng lịch trình. Thỏa thuận yêu cầu công ty liên quốc gia phải hoàn trả 1,1 tỷ đồng mỗi tháng trong 3 tháng liên tục từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Thỏa thuận cũng nêu rõ nếu công ty liên quốc gia không thanh toán đúng tiến độ, số tiền tạm ứng sẽ không còn có giá trị và họ sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã tạm ứng là 6,6 tỷ đồng cùng toàn bộ tiền lãi chậm theo quy định. Với đề xuất trên, công ty liên quốc gia vẫn đồng ý với phương án giảm số tiền phải trả nhưng không cam kết thời hạn thanh toán. Vì vậy, Universe Media Việt Nam đã đưa vụ án lên tòa án nhân dân thành phố thủ đức. Luật sư Nguyễn Đăng Tư, người đại diện cho Universe Media Việt Nam nhấn mạnh sẽ xem xét rút đơn kiện nếu công ty liên quốc gia hoàn trả đủ tiền. Sáng ngày 30 tháng 1, diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết đã chuyển nhượng cổ phần trong công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật liên quốc gia cô không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này trong khoảng 3 năm nay. Cô khẳng định không còn trách nhiệm với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật liên quốc gia và đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cổ phần còn lại cho bà Ngô Hoàng Anh Thơ. Trương Ngọc Ánh khẳng định với truyền thông, tôi kết thúc tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật liên quốc gia rồi mới thành lập công ty TNA Entertainment. Hiện tôi không liên quan gì đến công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật liên quốc gia trong 3 năm nay.